Đây là cái công viên Montreal ở Montreal nha các bạn. Cái này là cái hồ, bây giờ nó đã đóng băng, nó đóng thành băng hết rồi. Nhiệt độ bây giờ là âm 7 độ C. Và đây là cái nơi để các bạn trẻ được trượt băng, trẻ lớn gì cũng được, thích thì cứ mang giày ra đây trượt thôi. Là trong rồi không có sao đâu. Vì cái hồ nước này hiện tại chưa đủ lạnh để đóng băng hoàn toàn nên người ta có cảnh báo ở đây. Ôi. Đây là cái nơi để mấy bạn trẻ trượt tuyết bằng bằng máng nhựa. Trượt đi con. Chết cha rồi, chết cha rồi, chạy đúng rồi vào trong. Không sao đâu, không sao đâu. Cái này cái cuối về cho lạnh quá. Rồi từ từ qua ngồi lên. Quá xa luôn. Quá xa luôn. Are you okay? Yes. Is that it? Yeah. Hello. Yeah. Hồi nãy giờ vui lắm á. Vui không? Hả? Vui không? Yeah. Mai đi nữa không? Mai mốt. Mai mốt đi nữa nghe. Yeah. Quá lạnh luôn. Anh cứng tay quá, chịu không nổi, vui quá mà về phải về lạnh quá.